Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp báo cáo dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Cùng dự có đại diện các sở ban ngành, đơn vị liên quan và thành viên của tổ tư vấn. Theo báo cáo tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo mà tư vấn tổng hợp, thì đây là dự thảo lần thứ 6 đề án quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, bên cạnh một số nội dung đã thông qua trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thì còn một số nội dung chưa thống nhất giữa các sở ngành, nhất là một số chỉ tiêu còn lệch nhau, nhiều khái niệm, định nghĩa chưa sát với thực tiễn phát triển của thành phố. Vì vậy, mục tiêu của lần họp này nhằm tiếp tục lấy ý kiến để hoàn chỉnh các nội dung trên. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung về tỷ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế, lao động qua đào tạo, tốc độ tăng dân số, các chương trình an sinh xã hội, chỉ số phát triển con người, các vấn đề liên quan đến thiết chế văn hóa giáo dục hay hạ tầng cơ sở về thông tin, truyền thông. Các ý kiến cũng đề nghị các sở ngành theo từng lĩnh vực phụ trách có nghiên cứu phân tích cụ thể rõ ràng hơn về các số liệu và đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của ngành trước khi trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố.